Trước khi vào với clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em shopgaobac.com. Đây là shop ạc của mình, chuyên bán những ạc Free Fire, ạc Liên Quân giá rẻ và uy tín chất lượng 100% nha anh em. Mọi hoạt động trên shop đều do Gao Bạc tự chịu trách nhiệm nên là anh em phải hoàn toàn có thể yên tâm trong shop nha anh em. Sinh nhật của Gao Bạc mọi người. Thì hôm nay mình lại phải một năm là mình ngồi bơm bong bóng một miên. Lại là một đống bơm bóng như hồi xưa. Bây giờ phải ngồi bơm một miên. Chúng ta lại phải bơm một miên, một miên, một miên với nguyên một đống bong bóng rồi luôn. Mấy bong bóng luôn. Bây giờ hôm nay năm nay mình phải ngồi bơm bong bóng một mình tiếp mọi người. À cô đơn, Gao Bạc đi quay rồi mọi người. Hôm nay Gao Bạc phải đi quay ở dưới Bình Dương lần và chỉ có một mình ở nhà thôi. Hôm nay mình cũng sẽ là tổ chức sinh nhật bí mật cho Gao Bạc. Thì hôm nay mình đã tiên tiến hơn là mình mua nến và mình đã chuẩn bị bánh kem luôn rồi. Hôm nay mình làm một quả bánh kem rất là xịn, đó là bánh kem có tiền ở trong mọi người à. Gồm. Bây giờ bắt đầu là người bơm bong bóng một pin. Hello mọi người. Ủa? Giới thiệu đi. Và mình là Gao Nhỏ Béo. Thì hôm nay mình cùng đồng bọn của mình qua đây để tạo một cái bất ngờ dành cho anh Gao Bạc. Giờ làm sao giờ nhã? Sao? Nhã. Nhã. Giờ làm sao? Mở ra cái tự cho người ta coi thành quả nó thử. Lủng luôn rồi, bể một cái bùm rồi. Giờ làm sao nè, đây nè. Này, nè. Không biết. Nói cho mình đâu có nhờ tụi nó qua đâu mà tự nhiên kéo nguyên đống qua nhà mình rồi bây giờ thì tai họa ập đến. Bây giờ làm sao đây? Trời ơi. Không biết chân trời á. Giờ mình phải tốn tiền mình mua lại mọi người coi mặt nó kìa đi về. Cái mặt nè nè. Đi về. Đi về. Đi về. Rồi luôn mọi người. Mình không. Mình sẽ không về. Sẽ quyết tâm ở lại. Chữ bờ sao? Chữ bờ đi mua kem mới. Mua cái máy. Sẽ quyết tâm ăn cực một miếng bánh kem mới được chưa rồi. Sau khoảng thời gian là từ lúc 4 giờ chiều cho đến bây giờ là 7 giờ tối luôn mọi người, thì mình đã thành quả như thế này và chưa có chiêu gì hết, rất là mệt mỏi luôn. Mà trong khi đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6 người phải bơm nha mọi người. Thì một thành quả nữa đó là đầu của thằng Ân, mình đã cho nó thành màu xanh luôn mọi người. Xin lỗi mọi người, trời ơi, giám bán này mình làm nhanh á. Thôi, mình là chuyên gia. Và bây giờ mình sẽ chiêu cái đống bong bóng này lên nha mọi người.
là như này này. Hỏi lớn nào. Hỏi lớn ơi. Cái gì vậy? Anh em bảo tuổi lớn thì tuổi lớn. Cái gì sinh nhật có 2 tuổi em má. Người ta là giống tuổi. Sinh nhật chị để có 2 tuổi vậy. Rồi con người đi, con người đi, con người đi. Happy birthday boss ra bà. Ước gì năm nay team Gao vô địch đấu trường sinh tồn. Sao chị không quay cả kênh Ga Bà TV nó to to thêm tí nữa. Đến này nữa. Cái này nữa. Đến. Lúc mà sinh nhật mà. Cầu nguyện bỏ đi nữa. Cầu nguyện chứ. Cầu nguyện chứ. Cũng mà làm như cái kiểu đậu xanh đậm cười ấy, xong rồi bắt đầu bước vô, bắt đầu đi vô, xong rồi bắt đầu wow. Được không? Mày quay phết nhờ? Quà đây đâu anh Bạc? Quà đâu? Hello bạn, thì hiện tại sinh nhật gặp bà tàu bà các bạn. Nè, quà đâu anh Bạc? Các bạn, đầy đủ rồi. Đây là quà của ai? Trước khi mà mình quay, clip này á, là trước đó là các bạn cảm xúc các bạn rất là bỏ hàng các bạn. Các bạn sung sướng, sung sướng là như thế này nè các bạn. Đây, còn gì bằng nữa. Ra đây boss ga bạc này. Đây các bạn nè. Tặng đúng không? Đây, đúng rồi. Đây các bạn nè. Quà hảo đâu? Là có biết gì đâu. Anh Bạc đi kiếm quà đi, quà chứ ngon đâu. Giúp chị. Cái này ăn được chưa ta? Chưa gì hết trơn ăn rồi. Quà rất là ngon. Happy birthday ga bạc TV. Ta thấy quà rồi, sao mà nhà chơi kiểu giấu quà vậy? Đây các bạn ơi. Đây quà cho các bạn xem quà của Gabata vào đi kiếm dụng cụ để gói quà. Em bao tí lấy đi nhìn ra hả? Đừng có lên bên phải nữa, chạy nhà ban thủ lên. Khối y đùng các bạn thấy không? Quá kìa khối luôn. Cầm đi cầm quà vậy đó. Nữa là kìa. Dụng tim, sung sướng đi dụng tim. Sao? Làm sao? Như nào? Đây là quà của ai thì nhỉ? Như ý. Như ý hả? Không phải của em đâu nha Phan. Oh. Wow. Cánh cục. Ôi có thư luôn này. Thư gì vậy? Thư để đọc sao đi. Trời ơi. Thôi cái này về tối đọc. Thư đó là thư riêng, không được đọc. Không ok, cái này là không được đọc nha mọi người. Thư luôn. Hết chưa? Mót. Rồi lại đi kiếm quà của chị Ngân đi. Em cần quà khác nữa, quà chị Ngân đâu? Gợi ý là quà nó nằm ở chỗ rất là gần. Hả? Thằng Tù nó kêu là trong bánh kem. Trời sao mà vậy? Quà này đâu? Mấy từ từ anh Bạc ơi, mấy từ từ người ta quay cái anh Bạc. Thấy các bạn thấy không? Không cái này là cái này là bánh kem của cô Ngân nha các bạn. Đầy chui. À, quà này là kiểu cô Ngân sẽ đút tiền trong này đúng không? Wow. Được phết nhờ. Giàu to rồi. Quà này là mạc chua rồi. Con. Giàu to rồi. Ôi. Bao nhiêu to rồi? Chết rồi. Không nhả sải luôn. Trời. Ui chưa hết mẹ ơi. Ui hết rồi. Ơi. Đi nghe trời ơi. Tiền. Mẹ tiền. Sung sướng là như này. Ôi cuộc đời mình chỉ cần yêu đây là đủ rồi. Dạ. Của chúng ta đến đây là kết thúc nha. Trời ơi, rồi không thấy kiếm ra tiền rồi. Không cần biết khôn tiền nữa. Sao này là bao nhiêu tờ đấy? Anh quấn vô lại đi. Rút ra được cho vào quá. Ui, được rồi này. Đếm. Mới, dài vậy. 2 triệu này. 3 này. 4, 5, 6. Đếm, nó qua, bây giờ đếm. Không có đếm đúng không? Quà này thật là đếm không được đó rồi. Không cần biết, tiền cấp cái đã. Mấy người hay đòi lại lắm. Mấy người
ai đòi lại lắm, tôi cất tiền của tôi cái đã. Sao em không cảm ơn bộ? Cảm ơn. Chẳng em mừng gì luôn á. Trời ơi. Thích tiền cái là quên đây là ai luôn rồi. Ủa em là ai vậy? Chúc mừng sinh nhật. Happy birthday. Happy birthday, rồi còn cái gì nữa? Hết rồi. Vậy thôi. Hết rồi vậy thôi. Quà bây đâu? Quà em hả? Quà của em á là cái chức vô địch đấu trường sinh tồn mùa này. Anh hiểu không? Rồi đi ra, đi ra chút đi. Quà là phải thực hiện được. Dạ. Rồi đi ra. Đi đâu chị? Đi ra nói quà. Quà là phải thực hiện được mà. Được, ra đây được. Ở đây anh đứng đây, anh đứng đây cho mày nói. Hả? Đại diện. Đại diện. Rồi, tao nghe này. Nói đi. Mình nói sao? Thì mình nói là quà của em là gì? Quà em là cái gì? Thì mình đại diện cho đồng bọn Tem Gao. Thì quà của chúng em là quà chúc mừng sinh nhật của em là của tất cả thành viên. Rồi, dài dòng quá, đang rất nghiêm chỉnh. Chiến vô địch đấu trường sinh tồn 2020 lần này. Quà là phải đem được. Nói là làm được nghe. Quên. Anh Tài nghĩ sao đó đâu đó nè, anh Tài cười. Quay được, quay. Lúc này quan trọng rồi. Quên. Này tao quay cho mày quay không cận cảnh chứ mày. Ê, anh mượn cái giỏ ra không á. Mượn cái giỏ ra không á. Chưa cảm ơn. Luôn cảm ơn, xin lỗi. Luôn cảm ơn, vui luôn, luôn cảm ơn mà. Người vui người ta mới chơi giận. Chơi sao thân bà ơi. Bà ơi. Ô, ô. Thấy chưa, em giận phát vào bóng bay nó rơi, còn rơi thì nói gì, trái tim anh không rơi, trời ơi, bay rơi. Trời ơi. Ôi, quên cảm ơn. Chuẩn bị từ khi mấy giờ đến giờ đấy. Vui không, mấy nhà vui không? Từ từ, vui rồi. Bây giờ, từ từ dạy cảm ơn vợ. Từ từ cho cảm ơn. Chị mới phục án người ta đây này. Rồi, từ từ. Rồi, cảm ơn vợ. Cậu không hiểu hả? Rồi cảm ơn đi. Rồi không chán cái coi. Tiền này em rất muốn đòi lại. Anh có nghe em hơi thật không? Anh biết là tiền này của em rất muốn đòi lại cái số tiền này. Không. Anh không cho đâu. Không đòi đâu, vẫn còn là tổ biểu á. À được ạ, đứa thì tốt. Anh vừa em quay qua anh một hồi. Đâu hổ. Rồi, chưa dừng. Anh nhờ chị anh đọc không? Anh có cái nhiều phò của anh, nhiều bè của anh, coi thử nó yên không? Cái điều đó không quan trọng. Anh cho chị Ngân dục cát xong đi rồi nói chuyện tình cảm sau. Cảm ơn em. Cảm nghĩ của các bạn như thế nào? Tôi cảm động quá chị. Con em bờ lắm á. Mới thay áo xong đâu cái áo dính tiền dính. Không gọi là tiền, nó dính vào mùi tiền. Không, cái áo mùi tiền không mọi người. Các bạn cho thấy các bạn mừng như cho bộ. Cảm thấy các bạn cảm thấy bộ mệt như hết trơn á. Chuông được chưa? Ai chuông? Quên nhờ. Sao tự nhiên mình đọc quên. Rồi, ok, clip Happy Birthday chú của Gạo Bạc đến đây là kết thúc rồi nha. Bye bye mọi người. Goodbye.